거의 다 가봤어요. 사파. 사파. 가장. 오. 빙빙. 오. 삼다. 목조. 가롱. 가롱. 와, 다음. 오, 마가. 빵. 괜찮죠? 괜찮죠? 맛있죠? 진짜. 좀 떨라. những chàng trai Hàn Quốc và đây là Honey ơi Hàn Quốc. Đúng rồi, và bạn hai là tiếp viên hàng không. Dạ, đúng rồi. Và có biết tiếng Việt. Người Hàn Quốc luôn. Dạ. Và thì bạn sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Em đã sống ở Hà Nội 1 năm. Sống ở Sài Gòn 1 năm. Cùng là 2 năm rồi ạ. Ồ, tiếng Việt rất là giỏi. Cảm thấy giống như là nói chuyện với người Việt luôn. Dạ. Hôm nay chúng mình sẽ ăn thử món ăn Việt Nam. Dạ. Em đã sống ở Hà Nội. Dạ. Và ở Hồ Chí Minh em thích món ăn gì nhất? Em thích ăn phở, bún chả. Bún chả. Gỏi cuốn, bánh xèo, bánh tráng trộn. Hầu hết là nhiều. Ở bún chả và phở thì món ăn miền Bắc. Nên hôm nay chúng mình sẽ ăn thử món ăn miền Nam. Ồ. Dạ. Em có bao giờ đến quán ăn này chưa? Em chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Ok, thì hôm nay sẽ ăn thử nhé. Dạ. Được, chế, chóng nhất là Việt Nam에서 네. 깐쪼라는 음식을 제일 좋아해요. 아, 정말요? 한 번도 안 먹었어요. 그게 토마토랑 파인애플이 들어가요. 되게 이상하죠? 네. 네. 근데 진짜 맛있어요. 저도 처음에 들었을 때 반응이 딱 이랬거든요. 에머에? 이! 뭐, 까이 깐쪼 깔로? 아, 깜짱? 좀요. 아, 야, 깐은 라 그 태어, 그 뭐? 아, 야. 안 돼, 안 돼. 맘도 안 돼. 그 돼. 맘도 안 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 돼. 똥 먹어. 똥 먹어. 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 어디가 더 좀 동료한테 맞아요? 엠, 저희 원하는 하노이 응원은 영화 절대 사이공 사람은? 넌 엠, 틱 절대 사이공 하노이 예, 뭐라 근데 원한 호지민 원한 사이공 지어 악뉴 뭐? 엠, 나 안 백장조 백장조 만장조는 음식이 아니잖아요. 만장조는 간식. 간식 노안바. 간식 노안바. 아, 이거 군더만. 군더만 다음 끝에 안드가. 엠 안드 군더. 와 군더. 아완. 롤런 손. 와 하이런 바이런. 하이런 바이런 맛. 커만드 군. 야, 뭐이 런더 엠 지 안 군더. 어비남. 또 못 반디에. 고 가이 xinh đẹp thì thích bún đậu mắm tôm. Có một quan điểm, cô gái xinh đẹp thì thích bún đậu mắm tôm. Thế á? Nghe đây là quan điểm của người Việt Nam. Thế á? Không phải là của anh. Đếm chữ lại nhé. Đếm chữ lại nhé. Thì em là tiếp viên hàng không đúng không? Dạ. Thì em làm việc bao nhiêu năm rồi? Em đã vào công ty vào 2019. Nhưng mà sau 2 tháng em đã về nước vì Covid. Sau đó em mới về lại, mới bắt đầu bay ạ. Học tiếng Việt 2 năm thôi. Học tiếng Việt là 1 năm, sống ở Việt Nam là 2 năm ạ. Wow, 1년 만에 이 정도면은 진짜 잘하는 건데. 아, 정말요? 아, 진짜로. Em nói được nhưng mà nghe không giỏi. Trước khi vào Việt Nam, em có thể chọn em đi nước nào. Lý do em chọn Việt Nam đó là phở. Chỉ phở thôi. Dạ, nhưng mà sau khi sống ở Việt Nam 6 tháng em nhìn ra có rất nhiều món ăn ngon hơn. 이번 Tết để Tết này em về Hàn Quốc không? Dạ không được. Không em, được. Em có định bay. À, Tết cả Tết này luôn. Dạ, bận nhất là tháng 1 thì có Tết. Thì tất cả tiếp viên hàng không cũng như vậy. Dạ, chắc là vậy. Ở Hàn Quốc có một quan điểm tiếp viên hàng không phải chiều cao và phải đẹp. Ờ, dạ. Đúng không? Dạ. Ở Việt Nam thì như thế nào? Em không biết. Anh không biết. Anh, em xung quanh em có bản tiếp viên hàng không mà. Dạ. Thấy thế nào? À, họ
họ rất xinh đẹp và đẹp trai và rất dễ thương. Dạ. Yeah. Chào anh xem đó. Chào anh xem đó. Dạ. Yeah. 보여줘봐요. 이거는 이거는 상관없어요. 진짜로? 조금 있다가 조금 있다가. 이따가? 촬영 다 끝나고 네, 이따가? 사진 좀 보여줘. 오케이. 구경만. 갈록? 갈록? 네. 생선. 생선. 감사합니다. 먼저 한입 먹어봐야지. 맛있어. 좋아요. 갈록. 빵. 괜찮죠? 괜찮죠? 맛있죠? 맛있다니까. 이게 맛있을 수 있네? 맛있을 수가 있어요. 완전 신기하죠? 오. 이 thật là đối với người Hàn Quốc cảm thấy canh mà với cà chua và thơm cảm thấy rất là ngon. Yeah. 오, 맛있다. 맛있죠, 맛있죠, 맛있죠. 감사합니다. 오, 정말 맛있어. 이거를 먹을 때 이거를 이렇게 먹고 약간 chua đúng không? Yeah. 약간 là mặn. Yeah. 이게 chua và mặn. 약간 단짠 단짠 같은. 그렇게 먹는 게 이제 약간 남부 방식. 이 집 잘하네. 오, 맛있다. 맛있어. 그러면 여행을 좀 많이 다니셨어요? 베트남 여행. 제가 하노이에 있을 때 교환학생으로 있었거든요. 1년을. 네. 아, 1년 하노이에 있을 때 교환학생이셨구나. 네. 아, 그러면 북중 여행 많이 다녔겠네요. 네, 북부는 거의 다 가봤어요. 사파. 사파. 가장. 오. 닝빙. 오. 삼다. 목조. 팔롱. 팔롱. 와, 다음. 야. 야, 너무 많이 가본 거 아니에요? 더워? 대박? không phải là đi du học. Dạ. Đi chơi mà. Đi chơi vì em đã là sinh viên trao đổi mà. Mà em mới nói là du học sinh mà. Không, không cần học quá nhiều. Du học sinh mà đi chơi phải chỗ. Dạ. Wow, 저는 북쪽에서 하노이밖에 안 가봤어요. 아. 하노이도 일하러 간 거라서. 후에 비디오서 그러면은 남쪽에서 면쪽에서 mũi né. Mũi né. Phú Quốc. Phú Quốc. Vũng Tàu em cho đi và Sài Gòn. Phan Thiết. Phan Thiết là mũi né chứ. Ồ, Phan Thiết là mũi né. Vào ngày Tết, một bạn em đã mời em đi quê của bạn ấy là Nghệ An. Anh sống ở đây 5 năm rồi. Mà em đi nhiều chỗ hơn. Ồ, phải không? Ồ, tưởng không? Ồ, chung chẳng nhìn sao hả? Anh ở đây bận mà. Anh có nhiều thời gian. Em giãn lắm. Khi đó. Qua rồi. Qua rồi, qua rồi. Lúc Tết em sợ nghe gì nhất? Khi nào lấy chồng? Cũng hỏi hả? Em vẫn trẻ mà. Dạ, nhưng mà trong gia đình không có ai cưới. Sao có thể hỏi như vậy? Sẽ áp lực. Dạ. Khi nào? Hy vọng thôi. Hy vọng hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi? Vì bây giờ không có tiền. 30 tuổi thì có. Chắc là đỡ hơn bây giờ. Lấy tại sao là được mà. Em muốn trở thành người giàu. Người độc lập. Người lấy cho người giàu. Nó ở cái tập. Chan. Hôm nay chúng mình đã ăn thử món ăn Việt Nam. Cảm thấy thế nào?
Em nhìn ra ở Việt Nam có rất là nhiều món ăn rất là ngon nên em muốn ăn chữ nhiều hơn. Đúng rồi, dạ. Không phải là chỉ phở dạ. và bún chả thôi nha. Dạ. Phải ăn thêm nhiều lắm. Dạ. Bởi vì món ăn Việt Nam thì rất là đa dạng. Và hôm nay canh chua này, thấy nào? Rất là ngon đúng không? Ăn là chuyên gia canh chua. Ăn rất là thích. Cái món ăn này là ăn thích nhất ở Việt Nam. Và nếu mà trong tương lai anh muốn mời em để reaction ca sĩ Việt Nam, anh sẽ mời em. Em thích Bono. Big fan. Big fan. Big fan. Và nếu mà các bạn đã xem vui vẻ thì hãy subscribe và like nhiều nhé. Và hãy theo dõi Anh ơi Hàn Quốc nha. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt. Bye bye.